Hello anh chị em, như vậy là đã hết kỳ nghỉ lễ 34 1 tháng 5. Đây là thời điểm đầu tháng 5 và ngày hôm nay thì mình sẽ lên cho anh em về video chi tiết giá bán, khuyến mại cũng như thủ tục trả góp của dòng xe Hyundai Tucson, một trong những dòng xe mà anh em quan tâm rất là nhiều. Nếu anh em nào thấy video này hữu ích thì xin cho mình một like, một share để ủng hộ kênh của mình nhá. Nhìn chung trong tháng này ấy, thì cái mức giá của Hyundai Tucson nó cũng tương đồng như tháng trước, tức là anh em sẽ được giảm tới khoảng 40 triệu tiền mặt. Đồng thời thì mình sẽ được nhận thêm một cái bộ camera hành trình chính hãng do nhà máy Hyundai thành công tặng, và bộ cam hành trình này cực kỳ xịn luôn, giá trị lên tới 11 triệu anh em nhé. Đấy, phải nói là một trong những chương trình khuyến mại tương đối là ngon nghẻ. Chi tiết như thế nào dành cho các phiên bản thì mời anh em xem tiếp video nha. Như thường lệ thì đầu tiên mình sẽ nói chung về cái dòng xe Hyundai Tucson. Tucson thì nằm trong phân khúc SUV hạng C ở Việt Nam và đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là chiếc Kia Sportive. Tucson sẽ được phân phối với 4 phiên bản bao gồm 2.0 thường, 2.0 đặc biệt, 1.6 turbo và 2.0 máy dầu. Đây cũng là chiếc xe duy nhất trong phân khúc SUV hạng C mà được trang bị máy dầu. Nếu anh em nào di chuyển nhiều thì máy dầu sẽ là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý nha, bởi vì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đối với chính sách phân phối ấy, thì Hyundai không phân vùng đại lý, nên là anh em nào cảm thấy yêu thương mình thì hoàn toàn có thể alo để mua xe trực tiếp từ mình luôn. Mặc dù mình từ ngoài Hà Nội nhưng mình hoàn toàn có thể giao xe cùng với tất cả thủ tục giấy tờ cho anh em ở tận trong Cà Mau, Phú Quốc hay Kiên Giang luôn nhá. Còn nếu anh em nào mà cảm thấy cần giao dịch trực tiếp, muốn lái thử thì cứ xin vui lòng liên hệ trực tiếp với hotline mình đính kèm trên logo theo từng vùng miền để được hỗ trợ tốt nhất nhá. Khi mua xe thì anh chị em hoàn toàn có thể trả thẳng 100% tiền lấy xe về, tự làm các thủ tục đăng ký hoặc là có thể sử dụng dịch vụ chọn gói bên mình. Còn nếu anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì điều kiện quan trọng nhất sẽ phải là không được nợ xấu. Phần chứng minh thu nhập và tài sản thì bên mình có thể hỗ trợ. Nếu anh em nào có lương chuyển khoản hoặc là làm trong các ngành nghề ưu tiên thì sẽ được lựa chọn ngân hàng với gói lãi suất tốt hơn ạ. Ngoài ra khi mua trả góp thì anh em bắt buộc phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ xe. Bảo hiểm của Tucson thì nó chiếm khoảng 1,5% giá trị xe, phụ thuộc vào cái việc gói đền bù như thế nào, có thể là mức giá nó sẽ cao hơn một chút. Nếu anh em nào muốn vay thì mình cũng hoàn toàn có thể vay tối đa là 80% giá trị xe nhé. Lãi suất trung bình thì khoảng 1% một tháng ở thời điểm đầu và thời gian vay tối đa sẽ là 84 tháng. Như vậy thì anh em cần chuẩn bị trước giúp mình khoảng 20% giá trị xe và chi phí đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm. Hàng tháng thì anh em sẽ thanh toán gốc lãi chia đều theo thời gian vay và dĩ nhiên là tiền lãi thì sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Chi tiết khoản vay từng phiên bản thì anh em vui lòng xem phía dưới video nha. Và bây giờ thì mình xin phép cập nhật cho anh em chi tiết về từng phiên bản cũng như là mức giá. Đầu tiên là đối với phiên bản Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn thì mức giá niêm yết là 845 triệu và trong tháng 5 này anh em sẽ được giảm giá 33 triệu, tức là mình chỉ còn thanh toán 812 triệu thôi. Lăn bánh tại Hà Nội thì là 938 triệu. Tại Sài Gòn và các tỉnh thành phố 12% thì khoảng tầm 922 triệu. Và tại cái nền thuế 10% là 903 triệu. Anh em sẽ được vay tối đa là 650 triệu. Và nếu ở Hà Nội thì chuẩn bị trước giúp mình là 306 triệu. Tại Sài Gòn là 289. Tại các tỉnh thành phố 12% là 291. Và tại các nền thuế 10% là 271 triệu. Phiên bản tiếp theo là phiên bản Tucson 2.0 xăng đặc biệt thì mức giá niêm yết là 955 triệu. Anh em sẽ được giảm 40 triệu, tức là giá bán thực tế chỉ còn lại 915 triệu thôi. Và lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 1 tỷ 055 triệu. Tại Sài Gòn là 1 tỷ 036, tại các tỉnh thành thuế 12% là 1 tỷ 040 và tại các tỉnh thuế 10% là 1 tỷ 017 triệu. Tucson 2.0 xăng đặc biệt nếu anh em muốn vay thì mình sẽ được vay tối đa 80%, tức là tương đương với 732 triệu, và anh em cần phải chuẩn bị trước giúp mình là 342 triệu nếu ở Hà Nội, 323 triệu nếu ở Sài Gòn, nếu ở các tỉnh thành thuế 12% là 327 và nếu ở các tỉnh thuế 10% thì sẽ là 304 triệu. Phiên bản cao nhất của dòng xe máy xăng, đấy là Tucson 1.6 Turbo thì có mức giá niêm yết là 1 tỷ 055 triệu. Anh em sẽ được giảm 40 triệu và chỉ còn thanh toán 1 tỷ 015 triệu thôi. Lăn bánh tại Hà Nội là 1167, tại Sài Gòn là 1146, tại các tỉnh thành thuế 12% là 1152 và tại các tỉnh thành thuế 10% là 1127. Anh em sẽ được vay tối đa là 812 triệu và cần chuẩn bị trước. Nếu ở Hà Nội là 376, ở Sài Gòn là 355, ở các tỉnh thành thuế 12% là 361 và ở các tỉnh thành thuế 10% là 336 triệu. Phiên bản cuối cùng của dòng xe Tucson cũng là phiên bản đặc biệt nhất, chính là phiên bản Tucson 2.0 máy dầu. Mức giá niêm yết là 1 tỷ 060 triệu. Là giá bán thực tế là 1 tỷ 020, tức là anh em được giảm 40 triệu.
Lăn bánh tại Hà Nội thì là 1172, tại Sài Gòn là 1151, tại các tỉnh thành thuế 12% là 1157 và tại các tỉnh thuế 10% là 1132. Nếu anh em vay trả góp thì sẽ được vay tối đa là 816 triệu. Ở Hà Nội thì chuẩn bị trước giúp mình là 377 triệu. Ở Sài Gòn thì là 356, tại các tỉnh thành thuế 12% là 362 và tại các tỉnh thuế 10% là 337 triệu. Trên đây thì mình đã vừa cập nhật cho anh em những thông tin mới nhất về chính sách bán hàng của Hyundai Tucson nhé, ngay trong tháng 5 này. Nếu anh em có nhu cầu xem xe lái thử hay là tư vấn trả góp thì vui lòng liên hệ trực tiếp theo hotline theo từng vùng miền, hoặc là có thể để lại thông tin yêu cầu ngay phía dưới nhé. Bên mình sẽ liên hệ lại ngay sau khi mà nhận được thông tin. Ngoài ra, nếu anh chị em yêu cầu cập nhật về giá bán hay review ưu nhược điểm của bất kỳ dòng xe nào thì comment xuống phía dưới video này nhé. Mình sẽ lên video ngay sau khi nhận được thông tin. Đừng quên cho team mình một like, một share để được tiếp cận với nhiều người xem hơn nữa nhé. Cảm ơn anh chị em rất nhiều và chúc anh chị em tốt lành, bình an, sớm sở hữu được những mẫu xe mà mình yêu thích ạ.